Chào các bạn nhé. Mình vừa mới ngồi sửa mấy cái bếp từ, thế là có cái bác khách bác đem đến cái này nhờ mình sửa. Thì cũng cuối chiều rồi, chuẩn bị rửa tay gác kiếm, rửa chân tay để đi tắm giặt. Bây giờ là 18 6 rưỡi này. Thì tiện thể trước khi rửa tay gác kiếm thì mình cũng test thử nó xem có sửa được cho bác hay không. Cái này bác ấy thông báo nó là cái máy ngâm chân. Máy ngâm chân thấy bảo thế. Thì mình cũng chả biết nó chạy hoạt động như nào, nó bảo là cắm điện này lên màn hình nó mờ, nó không không điều khiển được. Thì mình cứ nghĩ là do nó lâu năm, con này nó hã bằng tụ này, con tụ 1,5 mm, mình vừa tháo ra mình đo đủ dung lượng 1,4 mấy rồi, tức là tụ hã không không lỗi. Thì chúng ta sẽ nhìn lên này, nhìn qua thì điện áp AC mình đang cấp ở đây này, AC L thấp L cao vào ấy, đi qua cầu chì rồi đi qua điện trở cầu chì thì được hạ áp bởi con tụ này. Nó sẽ hạ áp trực tiếp theo kiểu giống ở quạt điều khiển nhá, bởi vì nó sẽ có mấy con chiếc này, 1 2 3 3 con chiếc này sẽ tạo lệnh kích cho ba con chiếc này, sẽ nó là BT131 nó đưa ra để nó điều khiển cái gì đấy. SP Ray rồi SP Ray AP này mình cũng không rõ các bạn nhé. Rồi tiếp nữa thì là có một con Zone này thì nó được điều khiển bởi con chan to là JBI này 8050 này, tạo dòng chảy thì là tạo dòng chảy của cuộn hút ấy, thì nó sẽ đóng điện sẽ cấp cho cái đầu này, thì nó ghi chữ header AB thì mình đoán là sẽ ngâm nước ngâm chân thì kiểu gì nó còn phải sinh nhiệt, bởi vì nó sẽ có cái LTC1 là cái cảm biến nhiệt đưa về này mọi người nhé. Thì nhìn qua thì hiểu hiểu thế thôi. Trên này thì có con anh MSU được lập trình, mình đoán đấy rất là dỉ do nó liên quan đến có nước mà dỉ phím này, à dỉ chân này này, nên mình đang nghi ngờ là con này do dỉ là do bị lỗi nhá mọi người nhá, ốc dỉ này dỉ lắm. Thì đây là mình sẽ ghim qua cho chúng ta ghim điện cho chúng ta tham khảo này. Thì cái ông này thì cuốn hút con dưa này là chắc là 5 V này, 12 V cơ. Ồ, như vậy là nó sẽ áp ra hai mức nguồn này. Áp ghê nhỉ. Đây mình thử, đúng rồi. Nó áp ra 12 V nọc trên con tụ này này. Sau đó nó đi qua 7805 này. Để nó hạ ra 5 V nọc trên con tụ này mới nuôi vi xử lý. Còn 12 V là nuôi dơ le đấy các bạn ạ. À. Và các lệnh kích của mấy ông chiếc. Thì đo điện, ghim điện đo thử cho chúng ta tham khảo nhá. Đây này, để cho nó hơi bóng để nghiêng nghiêng này cho mọi người nhìn được cái màn hình của nó nhá. Mình ghim điện này. Đó thì nó lên được, nó báo chữ E5 hay sao, chắc là không có cái cảm biến nhiệt, để tí nó lấy cái cảm biến nhiệt cắm vào. Thì đây là âm này, đây là nguồn 12V ra này. Đó, như vậy là khác rồi. Thì đây là âm, đây là 12V ra nhá. 12V ra đi ra qua, à như vậy là, à không, đây đi ra đây là 5V out ra này, 4,98. Có 5V rồi nó mới lên như này nhá, nhưng nó báo E5 như là led lỗi ấy các bạn ạ. Bấm này, chắc là báo lỗi này. Đây là không có loa kêu. Không có loa kêu các bạn ạ. Để lấy cái cảm biến nhiệt ở cái nồi cơm cắm thử thế nào. Xem nó hết báo lỗi E5 không. Ghim điện này. Đấy, nó hết E5 và nó báo chữ ập đấy. O và F nhá, như vậy là đứt nét, hai nét hỏng nhá mọi người nhá. Ở đây bấm vẫn lên ở đây mọi người, 43 độ này. Mọi người dơ le chưa đóng gì cả, hết từ đâu, tem nhiệt độ này, đấy có đóng hay không ấy, đấy, nên bấm được đây các bạn, em mà bảo không bấm được, nhưng đứt nét các bạn ạ, đây bây giờ nó mới có lỗi này, không tắt được nữa nhá mọi người nhá, bấm được cái này. Bấm được cái này, bấm được cái này nhưng mà thời gian cũng bấm được nhưng cái tắt này không tắt được này. Các bạn ạ, như vậy là cái rút điện. Ghim lại. Bật lại nhá. Vẫn bật được này. Thì tắt ở đâu? Ở đấy, tắt được rồi. Bật này. Tắt này, bật tắt, bật tắt, bật tắt vẫn bật được ok mà. Không, ở đấy tắt được. Tóm lại là nó bấm khó nhá. Chờ mình chút nhá. Khách hàng chuyên bán đám cưới. Gọi điện này lên sửa cục đẩy nó bấm được ấy các bạn.
Thế mà vừa lấy lúc nãy mình bấm mãi chả bấm được, bây giờ thì nó lại bấm được, thế mới buồn cười. Nhưng mà cái đèn hét tư này không sáng nhỉ các bạn ạ. Bật này, đây là cái nút đèn này nhá, cái này nhá, cái này là nhiệt độ này, tăng cao lên như là vừa nghe tiếng, thấy tiếng dưa lè nó đóng. Như vậy là nó chỉ được cao nhất là 49 độ thôi mọi người ạ, chứ không cao hơn được các bạn ạ. Đấy, không bấm được mà, không tắt được nữa này. Nó mình đang nghi là led, cái led này hỏng này, hoặc chính là cái led 7 đoạn hỏng nên dẫn tới không bấm được nhá. Mà nó tác động vào phím power ấy. Đây là không bấm được nữa này, không bấm power nữa này. Để rút điện ra nhá. Nó phải một lúc nó bị thế đấy, đấy. Chắc là khi đó thì không bấm được. Đây on này, đấy, không on được nữa này. Đấy, đúng như lúc vừa nãy nhá. Không on được nữa nhá mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ đánh vào lúc phím on up thôi. Đấy, thử tục một lúc bắt đầu nó mới ra bài bàn. Để bắt đầu sửa nó nhá. Đang nghi led 7 đoạn hỏng. Dẫn tới là bị sai khác về cái lệnh của cái đường phím on ấy. Bởi vì chúng ta sẽ hiểu ngày nay những con MSU này này, những con vi xử lý lập trình này này, là ngoài một chân, ngoài thực hiện phím bấm ra nó cũng là quét led luôn. Do đó mà khi led lỗi thì nó sẽ sai khác về cái điện áp của phím bấm, dẫn tới là phím không bấm được. Và cụ thể là mình đang quan tâm đến phím power thôi nhá. Phím start up này, để zoom gần lên nhá. Nhìn đẹp mới ghê đây. Và cái đèn head này đang không sáng. Đèn head này là đèn thứ mấy vừa nãy nhỉ? 123. 123 cái đèn head này này. Thì cái đèn bên này mới rỉ đây chứ cái đèn này không rỉ. Thì cũng tháo ra luôn mà không sáng, mà đáng nhẽ nó phải sáng mà mọi người nhá. Cứ kiểm tra từ từ chúng ta sẽ tìm ra được con nào hỏng. Con này không có led 7 đoạn này, thay cho bác này để tí xử lý led được không? Đo led thì chúng ta sẽ đo hai chiều. Một chiều là đo nó sáng được này. Và chiều ngược lại là phải không có độ dò nhá. Đây là đo lại, đo từ A sang K. Từ K A sang K này. Nó sáng ok nhá. Và ngược lại nhá, thì phải đo là xem thang đo 10K xem có độ dò không. Có độ dò là sẽ sai khác là lỗi đấy. Chúng ta sẽ thấy nhá. Nó dò hay sao ấy, để mình lật ra mình thử như này cho nó chắc này. Mình không lấy con này sáng mà, nên mình kiểm tra con này trước, không mình phải kiểm tra tất. Đó, chúng ta đã thấy chưa? À không, không có giò đâu, vừa nay là đo A sang K nó thông thôi. Không chết đâu nhá mọi người nhá. Thế tại sao nó lại không sáng được? Và cái phím đánh dấu này nhỉ, không nhầm nhá. Phím này này, là phím on up nhá. Thì mình sẽ giò cho mình là cái phím on up nó như thế này này. Lúc bấm được lúc không ấy. Đây là mã toàn mạch rồi. Thì đây, phím này nhá, nó đi qua cây lạch này. Nó đi vào con led này. Và nó đi vào chân ấy, giả sử con led này một lỗi thì cũng xảy ra được lỗi nhá. Rồi nó đi vòng lên, nó vào cái chân này này. Mình đang nghi ngờ là cái con led 7 đoạn này lỗi nhiều hơn mọi người ạ. Bây giờ bằng cách là thử như này nhá. Sửa mấy cái đồ này, đôi khi led nó lỗi bên trong, nó xảy ra lỗi của phím à. Mình vừa lên mình thấy cái chân này nhá, mình sẽ hút cái phím chân này ra. Tất nhiên led sẽ hiển thị sai khác nhá. Để mình xem cái đèn kia nó có sáng không. Đó, như thế đi. Lắp con này lại. Nhìn cái chân khác để biết dương phía trên, ok, từ A sang K mà. Đó, bây giờ đã hút thở đây rồi nhá, bây giờ sẽ bấm thử để xem có lúc nào xem cái này nó có xạ, cái đèn hét tư nó có sáng không. Mình ghi điện này, đấy, nó sẽ sai khác với nút up luôn rồi nhá. On lên đây này, đây là nhiệt độ này, giờ này đóng không sáng cái này này,
cũng không sáng nó các bạn ạ, cũng không hề sáng cái đấy luôn. Tắt này, bật này, cái này đã sáng rồi nhá, không sáng nó. Đây mình sẽ kiểm tra tại sao nó không sáng nhá, nó phải sáng nó mới đúng nhá các bạn, báo hét báo nhiệt độ mà. Vừa kiểm tra dãy led này, không có lẽ nào con nào dò cả, như cái con đầu tiên mình kiểm tra, nhưng mà hơi nước nó vào. À, nãy hết cái này đã. À, hết ra đi. Sau để thử kiếm xem có led 7 đoạn này thay không, chắc chắn là led 7 đoạn này lỗi rồi. Đấy, nó vẫn thế rồi, không sáng được cái này các bạn ạ. Ở đây thì dây rồi, không lấy dơ le đóng. Không lấy lạnh, dơ le đóng này, tí nữa kiểm tra lạnh các bạn ạ. Chắc là dơ le nó đóng thì con này mới sáng đấy, mình đang nghi thế không? Để thay cả miếng nhiệt khác thử. Cuối cùng cũng phải sang ngày hôm sau mới làm, bởi vì tối quá các bạn ạ. Thì nó không đặt sáng cái đèn này, cái đèn hét tư này, chẳng qua là mình cắm cái cảm biến nhiệt của cái nồi cơm. Do đó mà nó luôn nhận diện là nhiệt độ đang rất là cao rồi nên nó không đóng thôi. Do đó mình đã giả lập bằng một con 100k là cảm biến nhiệt ấy, thì nó đóng ok thì cái đèn này nó sáng. Và những cái đèn khác không sao, mình kiểm tra hết không sao rồi, nhưng mà chúng ta sẽ quan tâm nhá. Hiện tại mình đang tháo này này. Lỗi nguyên nhân lỗi của con này đó chính là led 7 đoạn đang bị lỗi. Cụ thể là led 7 đoạn chính là cái vị trí mình đang cái vạch mình đang chỉ này, mình đang đánh dấu này. Những cái vạch khác ok, những cái vạch này đang bị lỗi. Và nó lỗi trên chính cái đường núi phím power luôn, nên do đó không bật được ấy. Lúc bật đúng lúc không, đây là phím power nhá, để cho chúng ta thấy là sẽ có sự liên quan nhau mà. Đây là phím power mình đã để vào này. Phím power là chân này là mát, thì chúng ta ấn thì nó chập mát ấy. Thì chúng ta sẽ nhìn nhá, cái đường này nhá, nó đi qua con 10k, 10k ok, con led này không sao. Tiếp tục này, nó đi vòng vòng vòng, nó tới chân số 3 nhá các bạn nhá. Giả sử con led, cái con chân số 3 của này, con led này nó chính là liên quan tới con led đứt luôn. Và con led đứt nó đang bị thông hai chiều, nó không phải chết đứt mà nó chết chập, nó thông hai chiều, dẫn tới nó làm sai khác cái điện áp tại chân này đi về dưới điện ý. Do đó mà chúng ta ấn ở đây là không được. Tóm lại là nó chỉ chạy xuôi rồi, nhưng nó đã chạy ngược, nó đã đưa cái điện áp dồn vào đây, nên có ấn ở đây đi thì không thay đổi được theo thiết kế rồi nhá. Nên chúng ta sẽ thấy là đúng cái led này hỏng là làm cho phím power lỗi, nhưng lúc mình ấn được lúc không đấy. Thì đây nhá, mình đã tháo nó ra này, mình đã đánh dấu, mình đã đánh dấu con này nhá. Thì tương đương với chính là cái số 3 này, cái chân số 3 nhá. Thì mình đây là hai con led 7 đoạn, thêm hai dấu chấm nữa với cái chân là cathode chung. Thì đây nhá, mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo này, trên cathode chung này. Với con này thì chân, với cái led 7 đoạn này thì chân cathode này là chung, mình đang cấp âm của đồng hồ mình vào nó nhá. Rồi mình sẽ đo cho này, và đây là dương này. Thì nó chạy từ A sang K, đây là nó sẽ có một con led này, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con nhá. Những cái dấu chấm này cũng có các bạn nhá. Thì mình đang cấp đồng hồ của mình thôi. Cấp âm vào, thế là anode sang cathode. Bây giờ này mình sẽ đo cho mọi người, đây là một con ok nhá. Các bạn nhá. Con tiếp theo này, chúng ta thấy con lỗi đấy, con lỗi nó rất là mờ nhá, và tí nữa mình sẽ đo từ đây sang đây thông, từ đây sang đây cũng thông. Chúng ta sẽ biết là nó lỗi nhá. Chúng ta sẽ nhìn con led 7 đoạn này nhá. Là chân cathode chung này. Một led này. Hai cái dấu chấm này không có thể bỏ qua nhá. Đấy, như vậy chúng ta sẽ thấy là đây đã sáng rồi nhá. 1 này, 2 này, 3 này, cái chấm này không quan tâm nhá. Tiếp tục sang bên này nhá, là còn đây nữa là nó sẽ thể hiện đủ của led 7 đoạn nhá. Nó hiển thị số nào thì sẽ biết số đấy đấy. Chúng ta sẽ nhìn này. Một cái nữa này, hai cái nữa này, ba cái nữa này. Hết nhá. Thì cái led chân bên này thì lại chân cathode chung của cái led 7 đoạn bên này. Của led 7 đoạn này này, đây cho mọi người hiểu về cái led một chút. Cho tóm lại nó đúc cấu trúc bên trong thôi. Chúng ta sẽ nhìn ra, bây giờ mình sẽ làm cho sáng chân cathode chung của cái con led này nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, như vậy chúng ta sẽ biết được cái led 7 đoạn đã sáng được 4 cái này nhá. Còn có 1 2 3 cái trên nữa nhá. Thì chúng ta sẽ nhìn ba cái trên này. 1 này, 2 này. 1 này. Cái này bỏ qua đi, 1 này, 2 này.
ba này, đó nó sáng như thế nhá. Như vậy là cái chân này này, cái chân này là cái chân đang bị lỗi đấy, nó cũng sáng cái nét này đó các bạn ạ. Nhưng mà nó sáng cái nét đấy vẫn ok không sao, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn cái chân này đang bị lỗi nhá. Rồi mình đưa vào đây này, là cái nét này này, mình đang so sánh hai con nét này nhá. Con nét này, con nét chúng ta sẽ sáng, nó thấy sáng rất mờ nhá, nhưng đưa vào mạch nó không sáng được đâu, bởi nó hạn 5V hạn qua 470 ohm cơ nhá. Vào đây mình sẽ đo cho mọi người tham khảo là nó sẽ, mình để thang đo 10k, để kiểu gì được cho mọi người vừa xem vừa ấy được cơ. À thôi cứ kệ này, thế kẹp là được. Thì như thế này thì kiểu gì nó cũng sang, đồng hồ nó lên này các bạn đấy nhá, đồng hồ đang lên kim đấy, chả nhìn được kim như vậy đấy nhá, đồng hồ sẽ lên kim này, bởi vì đang đo AK thang đo 10k nhá. Thì con này thì cũng lên. Bây giờ sẽ theo phương pháp là đo ngược lại, ngược lại là sẽ kẹp ngược lại ấy. Là cái dương vào đây đáng lẽ nó phải không được phép lên nhá, nhưng mà cái con chập nó đang lên đấy, vì nó lên nó làm sai khác cái lệnh của phím power các bạn ạ. Đấy nhá, thì với mình đang đo từ vừa nãy A sang K, bây giờ đo từ K sang A thì của một con nét, thì mình đang con nét này nhá, nó không lên, kim không lên này các bạn ạ. Nếu nó lên nó sẽ dính như này này đó, nhưng cái con này này, con chết này, chúng ta sẽ kim nó lên này đấy. Do đó mà chúng ta sẽ hiểu là cái con nét này đã kim đã bị đây, để như như này đo này, con nét chết này này, à con nét đang bị chết mờ đấy, nó kim thông hai chiều, nó thông hai chiều, nó dồn cái điện áp từ cái chân khác đưa vào làm cho sai khác cái lệnh mở của phím power đấy các bạn nhé. Còn riêng con này này thì chiều này một chiều lên này, còn chiều không lên, những con khác cũng thế các bạn nhé. Đấy là cái phương pháp đo nhé. Và bây giờ ấy thì mình cũng không kiếm con nét này, đang mình đang tính khoan đục nó đi, khoan đục đứt AK đi để bỏ nó đi, bỏ nó đi thì các phím khác hết tác dụng, có tác dụng chỉ có con nét này không sáng thôi các bạn ạ. Thì có thể là sẽ cứu được cái này ở phím power on, hoặc nếu chúng ta sẽ hút hở cái chân này ra thì nó mất nhiều led quá, mất mất hai, thêm hai dãy nét nữa, hai cái điểm nét nữa các bạn ạ, mất một cái nét đứt ở đây nữa này, hình như thế. Nhưng bây giờ mình sẽ thử khoan nhá. Đấy, ta tìm ra lỗi các bạn nhá, nguyên nhân cuối cùng của nó là led lỗi, và đo đạc thì thấy luôn, và khi nó hiển thị nó cũng thấy luôn. Cái ban này rất là hay gặp nhá, trong những cái mạch điện bị liệt phím này hoặc là bị loạn phím này, là do đôi khi là cái chân điều khiển phím đấy nó chung đụng với cái led hiển thị. Thì tại sao mình lại kiểm tra mỗi cái đường này? Bởi vì mình thấy power không được, còn những phím khác được. Những cái ví dụ như giả sử những cái phím giảm tăng này không được chẳng hạn, thu nước này được thì chúng ta dò, chúng ta sẽ đến thì nó sẽ đi đến cái chân nào của con led, thì chúng ta sẽ kiểm tra những con led đấy nhá. Đấy là cái phương pháp sửa chữa đấy. Đã dùng khoan nhá, phá vỡ cái mối nối PL của con led đấy rồi nhá. Khoan từ trên dưới đây này cho mọi người xem mình khoan như nào này, khoan thủng nó luôn, dùng cái mũi khoan chuyên khoan phíp của mình này. Thì đây nhá, nó sẽ không thông để thang đo 10k nhá, cho mọi người nhìn này, nó đã đứt rồi mà. Thì cái con này thì vẫn thông ok và ngược lại không đó, nhưng cái con này nó đã đứt hai chiều rồi thì nó sẽ không xảy ra hiện tượng như thế nhá. Thì tất nhiên cái con chân đấy thì nó vẫn ảnh hưởng, nó vẫn là của cái led này nữa này, thì mình có thể đo cho mọi người là nó vẫn sáng cái led đấy bình thường, cái led của bên này cà thốt nó ở đây này, chân số 3 đó, nó vẫn sáng cái nét là bình thường. Nhưng cái nét này mình đã phá vào rồi nhá. Thì bây giờ giải pháp ấy, thì để như này thì nó coi như mất một nét ok, nhưng mình đang muốn có ý định ấy, mình sẽ làm con nét đỏ khác mình xuyên vào đây để tạo cho sáng thêm cái đẹp không nhá, mẹo nghịch ngợm một chút, vừa sửa chữa vừa nghịch ngợm. Như này lắp vào là mình khẳng định 100% là phím power sẽ ok, bởi vì sẽ không bị dò nữa, mà nó không dò cái ngược cái điện áp của cái con nét khác đi đến nó nữa. Đây này, đo nó sẽ không còn gì nữa cả mọi người nhá, không thông gì nữa cả, nhưng cái con khác thì nó sẽ thông, không từ A sang K. Mình đã dùng cái phương pháp là mình dùng cái máy khoan của mình ấy, mình phá cái mối nối của nó để bỏ lại bỏ đi mọi người nhá. Mình định cắt ở đây nhưng hơi khó, nên khoan từ trên xuống để đến một cái nhân của nó bằng sắt ấy, là khoan phát đá cái nhân của sắt của nó là biết, thì mai mai phát là nó đứt ra luôn các bạn ạ. Kết quả đây các bạn, đây là chữ ập nhá. Mình lấy cái led của cái con đây là 42 này, mình lấy cái led của cái màu của con điện thoại Sony, bàn phím của Sony Ericsson này, nó màu hơi cam cam chứ nó không phải là ở đấy, nó sáng số 5 thì mất nó, nó màu hơi cam cam nhưng mà màu đỏ nên hơi xấu, vì nó bé mình nhét vào trong, nhưng mà thôi chúng ta cũng chẳng cần nghịch như thế cũng được, mình muốn thử xem nó sáng ra lên đẹp không. Đây chúng ta sẽ thấy nhá, dơ led nó đã đóng này, hết đã đóng này, đây là đây nhá, 42 này, 41 này,
40 này, đấy 40 vẫn nhìn vẫn đẹp nha, số 0 vẫn sáng được cái nét đấy nhá. 39, 38, 37 này. Cái này là cao nhất là 48 các bạn ạ. Sau đó về 35. Tắt đây. Như vậy là qua video các bạn lại có một cái tham khảo sửa. Chúng ta có thể ứng dụng sửa những cái thiết bị khác khi bị liệt phím nhá, và chúng ta sẽ quan tâm đến tại sao nó lại liệt đúng cái phím on up này, thì mình chỉ kiểm tra đường on up và mình đã đánh vào được là con led nó đã bị lỗi. Chúng ta có thể tháo hút bỏ nó ra để có thể là led nó không hiển thị đẹp được, nhưng mà nó sẽ sử dụng được khách sử dụng bình thường nhá mọi người nhá. Video thì đến đây sẽ kết thúc nhá. Làm từ hôm qua đến hôm nay mình xong nó, khổ thân mình. Chào các bạn nhá.